Nguyên Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa thùng đến từ nước Mỹ của hãng Sellwood mang model S2075D. Một cặp loa đến từ nước Mỹ. Cặp này thì vừa mới tiếp tục về tại cửa hàng Nguyên Audio làm clip giới thiệu luôn lên cho quý vị. Rất là mới mẻ. Cặp loa này thì sản xuất tại Nhật Bản quý vị nhé. Sản xuất tại Nhật Bản và xuất sang thị trường Mỹ, được Mỹ đặt hàng dòng loa Sellwood này với một chất âm cực kỳ uy lực và mạnh mẽ, giống loa chơi 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Nó cũng không có về thị trường Việt Nam chúng ta nhiều đâu, và giá cặp loa thì cũng rất là hợp lý. Nguyên Audio đang bán với giá 7.200.000 đồng cặp loa Sellwood S2075D. Cặp này thì Nguyên Audio bao zin cho quý vị nguyên bản 100%, đẹp xuất sắc và bao zin nguyên bản 100% quý vị nhé. Tiền nào của đấy thôi quý vị ạ. Dòng loa mà quý vị mua phải những cái dòng loa mà đã làm lại sửa lại, hoặc là những mông má góc cạnh nọ kia thì nó rẻ hơn tiền triệu là chuyện đương nhiên. Nhưng cặp loa nó có giá hơn một chút, có nghĩa là nó còn zin nguyên bản 100%, thì giá Nguyên Audio nhập vào nó có thể nó cao hơn một chút. Nhưng mà nó rất là đảm bảo cho quý vị khi chúng ta mua sản phẩm và chúng ta sử dụng lâu dài đó ạ. Vâng thưa quý vị, cặp loa này thì nó sử dụng 3 đường tiếng trên một thân thùng, 3 đường tiếng 4 loa. Nó sở hữu một chiếc loa bát 30cm màng giấy gân mút. Gân của nó thì còn nguyên bản quý vị nhé, Nguyên Audio chưa thay đâu ạ. Vẫn còn zin nguyên bởi vì vẫn còn dùng tốt nên là chưa phải thay đến gân của đôi loa này. Nó sử dụng một loa trung giấy 12cm và hai chiếc loa chép giấy. Với thiết kế trung giấy và chép giấy như thế này thì quý vị và các bạn chúng ta hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì không bao giờ sợ chết chép chết trung đâu ạ. Và mỗi một thùng của nó thì có hai vi tinh chỉnh trung và chép để tùy thuộc vào sở thích nghe của quý vị, chúng ta chỉnh theo sở thích. Và mỗi một thùng của nó thì có hai lỗ thông hơi, hai lỗ thông hơi nằm ngang với hai chiếc loa chung, có trở kháng 8 ohm, công suất là 120W trên một thân thùng. Độ nhạy của đôi loa này là 91 dB, nó cắt giải tần từ 30Hz cho đến 20Hz quý vị nhé. Nó cắt giải tần xuống rất sâu. Với giải tần xuống sâu như này thì tiếng bass của nó rất là sâu và rất là mềm. Dòng loa chơi đa thể loại nhạc thưa quý vị. Kích thước của đôi loa này thì nó có chiều cao 83cm, chiều ngang 38 và chiều sâu là 30cm. Mọi nhu cầu quý vị và các bạn là chúng ta vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio theo số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn là chúng ta, những ai có tai phone thì chúng ta hãy đeo vào để chúng ta cùng nhau thẩm âm chất âm của đôi loa Sellwood S2075D này. Rời xa khỏi tầm tay nhưng không ai biết được, học được sáng dối chi nợ ở trên chót đời như hoa sớm nở để rồi héo tàn ban chiều, cuộc tình ta có khác gì. Đời là một giấc chim bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa. Sao rời tầm mỗi phút xa người đã gần bên tôi, thà đừng quen nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau. Những ân tình xin trao về Nguyễn Thủy, cho tôi biết đỡ đau.
cặp loa này thì Nguyên Audio kết hợp với chiếc âm ly Denon PMA500V và chiếc EY Laser JVC MX770. Quý vị và các bạn muốn hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì chúng ta chỉ việc đặt thêm một chiếc vang lên thôi. Thì quý vị và các bạn, chúng ta hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Lỡ yêu rồi